Xin kính chào anh em toàn quốc Mình lại về được mấy cái lô ấm inox Nhật Bản Và kể cả một số ấm nhôm nữa nha Dùng tích từ 1 đến 4 lít Đây là những ấm có cầu hủ nước sôi Đây Có cầu hủ nước sôi Anh em nấu bếp tư được nha Nấu thì nước sôi nó sẽ kêu lên toàn thể ấm là Đây mình đã tuyển chọn rất đẹp nha Mới Ấm dày rồi anh em là có nhu cầu lấy ấm yên ốc nhật bản có cầu hú nước sôi hoặc là ấm nhôm liên hệ bên mình nha rồi xin chào toàn thể anh em